giống như là được chọn lọc và được chọn lựa rất là kỹ, từ những cái hải sản rồi cao cấp nè, cái vị của nó rất là tươi và còn giữ nguyên được cái vị ngọt tự nhiên của hải sản. Trình bày tất cả các món ăn đều rất là cầu kỳ tỉ mỉ, và một món ăn mà mình vừa nhìn rất là đẹp và ăn rất là ngon nữa. L'elemento più importante della mia cucina è avere tomato fresh e d'ingrediente fresh, ok?